Tại Lạng Sơn, Đảng bộ huyện Bình Gia tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được tỉnh ủy Lạng Sơn chọn tổ chức đại hội điểm và thực hiện chủ trương bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội. Đại hội đã phân tích, nhìn nhận kết quả đạt được, những hạn chế trong nhiệm kỳ qua, đồng thời thảo luận đề ra giải pháp mang tính đột phá trong nhiệm kỳ tới, gồm chuyển dịch cơ cấu nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh về mọi mặt, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.